Xin thân ái kính chào anh chị em. Hôm nay chúng ta có buổi livestream số 3 trong chuyên đề nói về mẹ, nói với mẹ. Chúng tôi chọn tựa đề của bài số 3 này là Mẹ Maria gánh đỡ thập giá cho ta. Chúng ta có thể gặp được tin mừng của Chúa Giêsu theo Thánh Matthew ở chương 10. Chúng tôi sẽ đọc hai câu ngắn gọn trong tin mừng theo Thánh Matthew chương 10. Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: ai không vác thập giá mình mà theo thầy thì không xứng đáng với thầy. Ai tìm giữ mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm thấy được. Xin đọc lại một lần nữa. Chúa Giêsu nói cùng các môn đệ rằng: ai không vác thập giá mình mà theo thầy thì không xứng đáng với thầy. Ai tìm giữ mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm thấy được. Kính thưa anh chị em, chúng ta thấy là cuộc đời của chúng ta có rất nhiều vất vả, khốn khó, có rất nhiều tai họa có thể bất ngờ ập đến, làm cho chúng ta mệt mỏi, căng thẳng và lắm khi quỵ ngã, tuyệt vọng. Người ta thường gọi cái đó là thập giá. Lại có người ngộ nhận đó là thánh giá. Chúng ta phân biệt hai cái khái niệm. Thánh giá là của Chúa Giêsu, còn với chúng ta, với con người chúng ta, nó là thập giá. Và một cái điều ngộ nhận lớn đó là người ta vẫn cứ quen nghĩ là những cái khó khăn, những cái tai họa, những cái rủi ro, những cái thất bại ấy là do Thiên Chúa gửi đến. Người ta bảo là chịu khó vác thập giá của Chúa đi. Có nhiều người đạo đức khi khuyên nhủ những người khác đang gặp hoạn nạn thì cứ nói là thôi chịu khó vác thập giá đi, chịu khó Chúa gửi thánh giá đến để thử thách ta. Chúng tôi căn cứ theo lòng thương xót của Chúa Giêsu thì chúng ta không thể bảo tất cả đó là thử thách do Chúa gửi đến để xem ta có vượt qua được hay không, để đo lường cái lòng tin của chúng ta, cái lòng cậy trông của chúng ta. Chắc Chúa Giêsu không có nỡ làm như vậy, bởi vì thân phận chúng ta mỏng giòn yếu đuối lắm, không có phải là can đảm mạnh mẽ gì mà có thể vượt qua được. Chúa biết rõ điều đó nên Chúa không thử thách ta tội nghiệp như vậy. Nhưng có thể nói như thế này, Chúa Giêsu đã từng vác thánh giá, đã từng chịu cái gánh nặng thập giá kinh khủng ở trong đời của Ngài cho đến cái chết, thì Ngài cảm thông được, Ngài cảm thương được, Ngài cảm nhận được sâu xa cái nỗi đau khổ, những cái thập giá của con người chúng ta. Dù là con người đó có thể là chưa tin Chúa, có thể là chống lại Chúa nữa, nhưng mà không ai trốn thoát được những khó khăn, những tai họa, những rủi ro, thất bại ở trong cuộc đời, cái mà chúng ta gọi là thập giá. Nên Chúa đã cảm thương như vậy thì không bao giờ Chúa lại chất thêm gánh nặng, chất thêm thập giá bắt chúng ta phải vác như một thử thách. Nhưng xuyên qua tất cả những cái căng thẳng, tuyệt vọng, đau khổ đó thì lòng thương xót của Chúa Giêsu len vào và tìm cách nâng đỡ chúng ta, tìm cách cho chúng ta thấy có một con đường giải thoát, con đường cứu độ. Và chỗ đứng của mẹ Maria không phải là ở đứng ở đằng xa để mà cảm thương, để mà cho chúng ta khóc lóc, tìm một cái niềm an ủi về tâm lý. Nhưng mẹ đến và ôm chúng ta vào lòng, và mẹ gánh đỡ, vác đỡ cái thập giá của mỗi chúng ta. Chúng tôi tin là không có nói ra ở trong Kinh Thánh,
Nhưng trong cái thập giá, trong cái thánh giá của Chúa Giêsu phải chịu trên đồi Gôn-gô-ta đó, mẹ Maria luôn đứng ở bên cạnh, không có nhìn thấy rõ ràng là mẹ phải vác đỡ, mẹ phải vác cây thánh giá của Chúa Giêsu trên dọc đường lên đồi Gôn-gô-ta. Nhưng mà riêng một sự hiện diện của mẹ dưới chân thập giá, dưới chân thánh giá của Chúa Giêsu đã đủ cho Chúa Giêsu được nâng đỡ, con của mẹ được chính mẹ của mình nâng đỡ. Nên chúng tôi muốn nói với anh chị em, chúng ta tạ ơn Chúa. Trong mấy bài liên tiếp, bài số 1, bài số 2, bài ngày hôm nay, chúng ta nhận ra là Chúa Giêsu thương chúng ta, và Chúa Giêsu gửi mẹ Maria đến ở trong cuộc đời của chúng ta không phải là một liệu pháp tâm lý để mà dỗ dành, để mà an ủi cho tạm quên cái nỗi đau nỗi khổ, nhưng mà mẹ Maria chia sẻ an ủi cho chúng ta, rồi gánh đỡ thập giá cho chúng ta. Cũng xin nhấn mạnh một điểm mà hồi nãy giờ chúng ta đã chia sẻ đó. Xin đừng hiểu lầm hai ngộ nhận giữa hai khái niệm thập giá của chúng ta và thánh giá của Chúa Giêsu. Lại ngộ nhận từ đó mà ngộ nhận đi tới một cái ngộ nhận lớn hơn, tai hại hơn. Đó là Chúa Giêsu thử thách ta gửi những thập giá đến. Bản tin mừng chúng ta vừa công bố nói rõ là ai không vác thập giá của mình mà theo thầy thì không xứng đáng với thầy. Chứ Chúa Giêsu không nói là thầy gửi thánh giá của thầy đến để anh em phải vác chung với thầy, không, mà là tự thân chúng ta, mỗi một người chúng ta sinh ra đời đã có sẵn một thập giá. Thập giá đó không phải do Chúa mà là do chính chúng ta, do con người chúng ta có một cái tội lỗi tập thể. Con người của chúng ta sống ở trong cái cõi nhân sinh này, buồn nhiều hơn vui, nước mắt nhiều hơn nụ cười, tai họa, người ta vẫn nói là họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai, tức là cái tai họa nó đến, nó không có đến một lần, mà nó đến ào ạt, nó đến dồn dập, nó đến hết cái này cái kia, còn cái phúc thì không có đến hai lần, không có đáo đi đáo lại đâu, mà lâu lâu mới được một cái phúc một lần. Thế thì cái nỗi khổ đó của con người, Thiên Chúa cảm thương, thấu hiểu, và Ngài không ấn thêm gánh nặng cho chúng ta phải vác. Nhưng mà xuyên qua cái thập giá mà chúng ta đang phải vác đó, thì Chúa Giêsu xót thương, chạnh thương, và Ngài tìm cách nâng đỡ chúng ta. Nếu mà một Simon Cyrene ngày xưa đã từng vác đỡ thập giá cho Chúa Giêsu trên đường lên đồi Gôn-gô-ta, thì ngày hôm nay một tôi dám mạnh dạn nói là Chúa Giêsu gửi mẹ Maria đến để gánh đỡ lấy thập giá của chúng ta. Thập giá của chúng ta là những tai họa, những bệnh tật, những là bây giờ chúng ta thấy ung thư nó kinh khủng, những cái bệnh mà của thời đại, rồi chúng ta còn có việc mà làm ăn thất bại, phá sản, các bạn trẻ thì thi rớt rồi hoặc là thất nghiệp. Trên thế giới lại thường xuyên xảy ra những thiên tai mà người ta đi tìm cái nguồn gốc thì lỗi lầm nguyên do là do con người gây ra. Những nước giàu có thể khai thác thiên nhiên phá vỡ cái môi trường này và làm cho cái cõi sống của chúng ta nó trở thành nguy hiểm, nó trở thành tai họa cho chính chúng ta, cho chính nhất là những người nghèo, những người phải gánh chịu cái bất công. Tất cả những thứ đó nó bủa vây chúng ta, nó tìm mọi cách để nhấn chìm con người chúng ta. Chúng ta lắm lúc cảm thấy mình cô đơn, bơ vơ. Không ít người đi đến cái tự tử là bởi vì không tìm thấy được cái sự an ủi, sự nâng đỡ của mình cho mình, thì sống để làm gì nữa. Nhưng nếu như chúng ta có một niềm tin vào lòng thương xót của Thiên Chúa, của Chúa Giêsu, thì chúng ta an tâm là có mẹ Maria được chính Chúa Giêsu trao mẹ cho chúng ta, trao chúng ta cho mẹ để mà mẹ đến và gánh đỡ thập giá cho chúng ta. Mẹ đến gánh đỡ thập giá của chúng ta, nhưng mà song song đó, đồng thời mẹ gợi cho chúng ta biết cách hồi tâm,
biết cách sám hối, nhìn ra cái trách nhiệm của mình để đưa đến cái tai họa đó, đưa đến cái thất bại đó, đưa đến cái bệnh tật đó, hướng chúng ta thêm niềm xác tín vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta không đổ lỗi cho số phận, không đổ lỗi cho sự tai ác của con tạo, không đổ lỗi cho Chúa đã khép lòng thờ ơ trước nỗi đau của chúng ta. Chúng ta yên tâm là có mẹ Maria ở bên cạnh để nâng đỡ, để gìn giữ và làm cho chúng ta mạnh sức đủ về lòng tin, mạnh sức cả về tâm lý, cả về thể lý để chúng ta vượt qua khó khăn. Nói về mẹ như vậy, chúng tôi nghĩ cần phải minh họa thêm bằng một cái câu chuyện có thật. Lâu lắm rồi tôi không có còn nhớ được cái chi tiết, nhưng mà chúng tôi có đọc được một cái câu chuyện ở trong tạp chí Echo de Luốc, tiếng vang của Lộ Đức, tôi tạm dịch như thế. Đây là một tạp chí được phát hành bởi Trung tâm Hành Hương Đức Mẹ Lộ Đức ở bên Luốc, miền Nam nước Pháp. Trong cái tạp chí đó tôi đọc cách đây cũng phải 30 năm. Có một câu chuyện về một cô thiếu nữ người Pháp. Cô ấy còn trẻ lắm, hình như mới 20 mấy tuổi thôi, thì đang có một cái cuộc sống mở ra nhưng tương lai rất là hứa hẹn. Thì cô gái bất ngờ bị một cái con virus nó lạ lùng nó tấn công và nó làm cho cô bị bại liệt. Trước hết là bại liệt hai cái chân, cô không còn đi đâu được nữa. Rất là nhiều người trong gia đình cũng như bạn hữu thương cô ấy và gợi cho cô ấy một niềm tin vào mẹ Maria. Họ mở ra một cái niềm hy vọng, đó là đưa cô gái ấy đến Trung tâm Hành Hương Đức Mẹ Lộ Đức miền Nam nước Pháp để mà cầu nguyện với Đức Mẹ, vì ở đó rất là nhiều phép lạ đã được xảy ra, vì ở đó rất nhiều những cái lời chứng của con người đã đến mà được nhận phép lạ đặc biệt từ mẹ Lộ Đức. Cô cũng không phải là hoàn cảnh khá giả gì, nên mọi người xúm lại, mỗi người một tay, mỗi người một khoản tiền giúp đỡ cho cô, cùng đi hành hương với cô từ miền Bắc của nước Pháp xuống đến miền Nam nước Pháp. Rất là vất vả tại vì cô không có đi lại được, cô phải nằm ở trên cái băng ca, đi bằng xe lửa. Rồi đến miền Nam nước Pháp thì trong vòng 5 ngày thì cả đoàn cùng với cô ấy hàng ngày vẫn ra với Đức Mẹ, vừa được cầu nguyện, được dâng lễ, lại được tắm ở trong cái bể nước lấy từ cái nguồn suối của Đức Mẹ Lộ Đức xuống, mà ở đó rất nhiều người đã tắm, đã gội, đã được ơn lạ, rất chữa lành. Nhưng mà sau 5 ngày trở về rồi đó thì mọi người im lặng không nói gì cả, là bởi vì không thấy có phép lạ xảy ra. Mọi người lấy làm ái ngại là bởi vì cái cô gái đã đặt hết niềm tin của mình vào cái chuyến đi này, đặt hết niềm tin vào mẹ Maria để xin mẹ chữa lành. Vậy mà bây giờ kết thúc chuyến đi trở về mà không có phép lạ xảy ra. Mọi người ái ngại lắm, không dám nói gì cả, không dám đề cập đến chuyện gì cả. Mọi người chỉ có chú ý thấy cái khuôn mặt của cô có một cái gì đó là đăm chiêu, có gì đó là rất là suy tư, cũng không có tươi cười như lúc đi, mà cũng không có vẻ gì là đau buồn. Thế rồi cuối cùng khi trở về đến nhà thì cô ấy nói với tất cả mọi người một lời biết ơn đã giúp cô trong chuyến đi này. Và cô nói là phép lạ về mặt thể lý để chữa lành cái căn bệnh bại liệt cho cô thì không xảy ra, nhưng mà đã có một phép lạ đỡ chữa lành cái bên sâu bên trong nội tâm của cô. Cô tin rằng mẹ Maria đã chữa lành cho cô, và từ đây về sau cô trở thành một cái con người không chối từ cái căn bệnh của mình, không tránh né, không sợ hãi đối với căn bệnh của mình. Có một cách nào đó, theo ngôn ngữ của bản tin mừng theo Thánh Matthew ngày hôm nay, là cô đã dám chấp nhận thập giá của mình. Cô không chối từ, không trút bỏ thập giá cho ai, cho Chúa, cho mẹ hay cho bất cứ người nào khác, nhưng đón nhận cái thập giá ấy cho bản thân mình.
và một cách nào đó cũng đúng như là tin mừng theo thánh Matthew là ai liều mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ giữ được mạng sống ấy. Bắt đầu từ hôm đó cô thay đổi hẳn cuộc đời, cô vui tươi và lạc quan hẳn, và cô chọn cho mình một cái nếp sống tông đồ. Cô nằm trên giường bệnh nó không đi đâu được nữa, hai chân bại liệt, nhưng mà cô dùng bàn tay còn cho có thể sử dụng được để cô viết những lá thư. Cô viết những lá thư và người ta sẽ phổ biến những lá thư ấy. Những người nào đau khổ, những người đang mắc bệnh nan y, những người đang hấp hối, những người đang tuyệt vọng ở khắp mọi nơi trên thế giới có thể gửi thư về. Hoặc là người ta biết, thân nhân biết những người đó đang cần một sự trợ lực thì người ta nói với cô bắt đầu viết cụ thể từng lá thư cho từng con người cụ thể, những con người bệnh nhân, những con người đang gặp hiểm họa, hấp hối. Và cô viết từng cần cụ từng lá thư và nói cái niềm xác tín của mình vào lòng thương xót của Chúa, nói đến cái tình thương mà mẹ Maria đã chữa lành cho cô. Và từ đây về sau cô nguyện trở thành tông đồ trên giường bệnh bằng những lá thư. Những lá thư đó đã gửi đi, và những người nhận được lá thư đó đọc thì được khơi gợi lên được cái niềm xác tín vào Thiên Chúa để có thể chấp nhận được cái rủi ro, cái bệnh tật của mình mà một cách lạc quan và một cách đầy xác tín. Cô viết lá thư như vậy, người ta, những bạn bè súng lại giúp đỡ cô. Rồi đến khi mà hai tay cô không còn viết được nữa, nó cũng liệt lên tới hai tay, thì cô đọc cho người ta viết, cô đọc bằng lời nói cho người ta viết. Rồi đến khi mà cổ họng của cô cũng không nói được nữa thì người ta bắt đầu soạn những lá thư đó theo cái tinh thần, theo cái nội dung mà cô vẫn đã viết để người ta đọc lại cho cô. Thì cô ưng ý thì cô gật đầu, rồi sau không gật đầu được nữa thì cô chớp mắt để cho người ta thấy là cô đã đồng ý giữ đúng cái ý như vậy. Nhưng mà nếu mà chưa hài lòng thì cô lắc đầu nhẹ và cô chớp mắt sau đó để mà người ta phải sửa lại cho đúng cái nội dung, đúng cái tinh thần là vác đỡ thập giá cho nhau, có mẹ Maria để mà chúng ta cũng trở thành tông đồ, có thể vác đỡ lấy thập giá cho nhau. Rồi chúng ta có thể liều mất mạng sống này của mình vì danh Chúa Giêsu để làm chứng cho tình thương của Chúa Giêsu, thì chúng ta sẽ đón nhận được sự sống ấy. Rồi đến khi bà cố không còn nhúc nhích gì được nữa, cô nằm một chỗ và cô hấp hối. Người ta đọc lại chính những lá thư của cô viết cho người khác, bây giờ là đọc cho chính cô nghe. Và đến một ngày Chúa đã gọi cô về trong bình an hoàn toàn. Sau đó bạn hữu của cô mới tập hợp tất cả những lá thư từ trước đến nay mà cô đã viết, tập hợp lại, rồi thậm chí là giữ lại được cái địa chỉ của những người mà đã gửi thư đi đó. Thì bây giờ xin cái bản sao trở lại, và họ đã tổng hợp tất cả nó thành một cuốn sách. Cuốn sách để của nhà phát hành của tòa báo Echo de Luke được phát hành. Trong đó là hàng ngàn lá thư khác nhau mà cô ấy đã viết cho những bệnh nhân, cho những người đang gặp rủi ro, cho những người đang hấp hối, cho những người đang đau khổ. Và cuốn sách đó tiếp tục trở thành lời chứng thay cho cái sự hiện diện của cô ấy. Bây giờ những lá thư đó trở thành lời chứng của một tông đồ trên giường bệnh, làm chứng với mọi người rằng có thế nào đi chăng nữa thì Thiên Chúa vẫn xót thương con người, có thế nào đi chăng nữa thì mẹ Maria vẫn luôn được gửi đến để trở thành một người gánh đỡ lấy thập giá của chúng ta, để mẹ nâng đỡ chúng ta trong cơn đau khổ đó mà hướng lòng lên về với Thiên Chúa. Thưa anh chị em, từ cái chỗ mà mẹ Maria gánh đỡ thập giá đó cho cái chị thiếu nữ người Pháp đã đưa cho, đã làm cho chúng ta được thêm mạnh sức để chúng ta can đảm trở thành tông đồ trong mọi hoàn cảnh. Không có đến nỗi là tông đồ trên giường bệnh như chị thiếu nữ người Pháp, nhưng trong từng cương vị, từng cái hoàn cảnh sống của chúng ta đều có thể làm tông đồ bằng cách vác đỡ thập giá cho người khác, bằng cách chia sẻ với họ niềm xác tín và lòng thương xót của Chúa Giêsu. Xin mời anh chị em cùng chúng tôi dâng lời cầu nguyện. Lạy mẹ Maria, chúng con cảm ơn Chúa đã gửi mẹ đến cách kỳ diệu để nâng đỡ chúng con, để mẹ gánh đỡ lấy thập giá của chúng con mà lắm lúc chúng con cảm thấy nó quá nặng, cảm thấy nó đẩy chúng con đến tuyệt vọng, làm cho chúng con
không còn cảm thấy được nâng đỡ, cảm thấy mình cô đơn, cảm thấy mình bị bỏ rơi. Mẹ đã đến bên cạnh chúng con, không phải bằng những cái liệu pháp an ủi suông, nhưng mẹ âm thầm gánh đỡ cái thập giá đó cho chúng con bằng cách tăng thêm niềm tin cho chúng con vào lòng thương xót của Chúa Giêsu con mẹ. Rồi mẹ giúp cho chúng con hồi tâm, cho chúng con sám hối, cho chúng con nhận ra cái trách nhiệm, cái lỗi lầm của chúng con đã phạm. Mẹ giúp cho chúng con trở nên những tông đồ trong từng hoàn cảnh sống của mình. Trước tiên là cho chính mình, rồi sau nữa là cho anh chị em tha nhân chung quanh chúng con. Có quá nhiều người nghèo, có quá nhiều người đau khổ, có quá nhiều người cô đơn và tuyệt vọng. Xin mẹ tiếp tục nâng đỡ chúng con. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen. Xin cảm ơn anh chị em. Xin hẹn anh chị em trong một livestream sắp tới, livestream số 4, cũng trong chuyên đề Nói về mẹ. Nói với mẹ. Xin thân ái chào tất cả anh chị em.